Thưa quý vị, năm nay có hơn 500.000 thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học cao đẳng. Với nét mới, điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia cũng sẽ được dùng cho mục đích xét tuyển vào đại học cao đẳng. Các thí sinh bước vào kỳ thi năm nay với sự chuẩn bị và quyết tâm cao hơn. Kết quả xét tuyển đại học của nhiều trường chưa được công bố, nhưng những thí sinh đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã có thể yên tâm nhờ ưu thế của mình. Và thành phố Hồ Chí Minh chúng ta thì có rất nhiều những gương mặt thí sinh nằm trong nhóm các thí sinh có cái số điểm cao nhất cả nước. Và hôm nay thì chúng tôi mời quý vị cùng gặp gỡ hai gương mặt tiêu biểu. Xin được chào Nguyễn Thông. Dạ, xin chào anh Thanh Điền. Và xin chào khán giả đang xem chương trình. Và xin được chào Gia Khánh. Dạ, chào anh. Chào khán giả. Đầu tiên thì Thanh Điền xin được chúc mừng cái kết quả rất là ấn tượng mà hai bạn đã đạt được trong cái kỳ thi vừa rồi. Cái cảm xúc của hai bạn như thế nào khi mà nhận được cái kết quả? Và lúc đó thì ai là cái người đầu tiên mà các bạn chia sẻ cái niềm vui này? Dạ, khi biết được điểm thì em rất là vui. Và em gọi điện báo ngay cho cha mẹ. Và em cảm nhận lúc đó cha mẹ em rất hạnh phúc vì cái điểm số mà em đạt được. Dạ, thật sự em cũng giống như bạn Thông là em rất là vui khi mà nhận được kết quả. Và em gọi điện liền cho mẹ. Rất là vui đúng không nào? Dạ. Hai bạn nhận xét như thế nào về cái cách thức tổ chức kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi xét tuyển đại học cao đẳng năm nay? Dạ, khi mà được trường thông báo về cách thức thi mới thì em cũng có một chút lo lắng. Nhưng mà sau khi thi xong thì em thấy cách thức tổ chức rất là tốt. Thầy cô giám thị thì cũng nhiệt tình, tạo tâm lý thoải mái cho tụi em. Đặc biệt là cách thức thi chung năm nay đã tạo điều kiện cho chúng em lên kế hoạch học tập cụ thể. Còn Khánh thì sao? Bạn nghĩ rằng là cái kỳ thi năm nay thì nó có những cái ưu điểm và những cái khuyết điểm nào? Em thấy thuận lợi của kỳ thi năm nay là thi xong rồi thì thí sinh mới bắt đầu lấy điểm để nộp. Thì lúc đó thì chúng em có thể lượng sức mình để mà có thể nộp được cái khả năng đậu của mình sẽ cao hơn. Nhưng mà còn cái khó khăn thì em cảm thấy là cái điểm chuẩn năm nay nó sẽ khó lường hơn. Không biết rằng là với Thông và Khánh thì trước cái kỳ thi lớn thì các bạn có cái cách nào để mà chuẩn bị tâm lý tốt không? Có phải kiên cử gì không? Có bí quyết gì không? Thầy cô ở trường cũng khuyên em là đừng quá lo lắng và cũng hãy bình tĩnh. Và em và tụi bạn em cũng nói cũng bài nhỏ vui là có thể là ăn đậu hay là không ăn bí để làm bài không được. Có ăn đậu không? Dạ, em cũng chưa thử nữa. Không biết bạn Khánh có thử hay không? Cái mà ăn đậu gì thì em cũng chưa thử luôn. Theo em thì cái quan trọng nhất đó là giữ vững được cái tinh thần của mình. Trước khi thi thì thầy cô, bạn bè với gia đình là động viên em rất là nhiều. Và có một cái câu nói vui của cô giáo dạy toán của em mà em nhớ đến giờ luôn là tụi mình là đều học nhiều rồi, đều cố gắng hết sức rồi. Nhưng mà vô phòng thi là hơn nhau ở hai chữ là chữ lì chứ liều. Và cái câu đó là gần như là cái nguồn động lực rất là lớn cho em để mà em tự tin làm bài. Cũng là một cái bí quyết rất là hay. Năm nay khi mà cái kết quả công bố với 3 môn toán lý hóa ở khối A thì không có điểm tuyệt đối. Thành ra là với cái số điểm 29 điểm rưỡi mà Nguyễn Thông đạt được thì vô cùng ấn tượng luôn. Thanh Điền rất thắc mắc là bạn đã xác định là mình sẽ thi vào khối A là từ thời điểm nào? Dạ, em thấy thích cái môn tự nhiên là khi hồi em học cấp 2. Thì em thấy nó hay ở chỗ là có tính suy luận và logic. Em cũng có cơ hội tham gia các kỳ thi ở trường, ở tỉnh. Và em cũng thích giải những bài khó để tìm tòi. Và từ đó là em đã quyết định chọn khối A để theo đuổi cho mình. Nhưng mà có cái bí quyết gì để mà học tốt các môn tự nhiên không hả anh Thông? Dạ, theo em thì để học tốt các môn tự nhiên thì ta phải cần nắm vững lý thuyết và sau đó làm nhiều bài tập. Bài tập làm rồi thì làm lại, làm nhiều lần để tìm ra cách giải hay, cách giải ngắn để tiết kiệm được thời gian ở trong phòng thi. Với Gia Khánh thì lại là một cái ấn tượng khác. Với 6 môn thi thì bạn đạt được cái số điểm rất cao là 53.75. Bạn đã làm điều đó như thế nào để mà học tốt đều hết tất cả các môn? Dạ, thực sự thì em cũng chỉ tập trung vào 3 môn thi đại học là toán, hóa, sinh là chủ yếu. Còn những môn khác á, em không bỏ, nhưng mà em cố gắng là tập trung cao độ trong lớp để mà có thể nắm được bài ngay trong lớp. Nhưng mà với cái môn văn á,
cái môn mà nhiều bạn nam sinh là lắc đầu lè lưỡi á, ngại á, yeah. Thì Khánh có cái bí quyết nào để mà học cái môn văn không? Em nhận ra là môn văn á, mặc dù nó không phải môn tự nhiên cái ngành của em, nhưng mà em cảm thấy nó vô cùng quan trọng với cuộc sống sau này của mỗi con người. Do đó em nhận định được là mình phải học, không phải học rất giỏi, nhưng mà mình nắm được, mình học tốt môn đó. Do đó thì trước hết là em nắm được kỹ năng làm bài, là từng dạng bài em sẽ có là ví dụ bước 1 mình làm gì, bước 2 làm gì, đó là cái kỹ năng. Và sau đó em sẽ học thêm về những tác phẩm và trau dồi kiến thức xã hội nữa, thì lúc đó mình mới làm bài tốt được. Với cái kết quả ấn tượng mà hai bạn đạt được thì Thanh Điền tin rằng là chắc cũng phải hơn 80% khán giả đang theo dõi chương trình mặc định rằng là 3 năm cấp 3 của hai bạn là toàn bộ thời gian dành cho việc học, đúng không? Dạ thưa anh, là không, em cũng phân bố thời gian hợp lý cho việc chơi và việc học, nghỉ ngơi. Sau những buổi chiều thì em thường dành 30 phút để nghỉ ngơi hay là chơi thể thao với các bạn. Và sau giờ đó thì em cũng trao đổi với các bạn thêm những vấn đề còn khúc mắc ở trên lớp. Nghĩa là một ngày là có 30 phút chơi thể thao. Dạ. Còn với Khánh thì sao? Em cũng khác bạn Thông cái là em không chơi thể thao quá nhiều. Mà em chủ yếu là em nghe nhạc và đôi khi em có phụ ba mẹ làm việc nhà, lúc đó cảm thấy đó cũng là một cái cách để mình giải trí, xả stress nữa. Không chỉ là học sinh giỏi những năm cấp 3, khi còn là học sinh cấp phổ thông cơ sở, Nguyễn Thông cũng có thành tích học tập rất tốt với nhiều giải thưởng đạt được như giải 2 cấp tỉnh kỳ thi máy tính bỏ túi năm lớp 8, giải 3 kỳ thi học sinh giỏi toán cấp tỉnh, giải 3 thực hành hóa cấp tỉnh năm lớp 9. Ngoài giờ học, Nguyễn Thông dành thời gian tham gia các hoạt động vui chơi với bạn bè, và đây cũng là cách bạn trẻ này xả stress, lấy lại năng lượng. Nguyễn Hoàng Gia Khánh cũng có thành tích học tập rất đáng gờm với thủ khoa kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố năm lớp 9, giải 3 kỳ thi máy tính bỏ túi môn hóa và á khoa kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố môn hóa năm lớp 12. Ngoài thành tích học tập, Gia Khánh còn rất nhiệt tình tham gia các hoạt động ngoại khóa ở trường như văn nghệ, tình nguyện, và chàng trai này còn có sở thích tự làm đồ handmade để tặng cho bạn bè của mình. Những bí quyết giúp làm bài thi đạt kết quả tốt: chuẩn bị kiến thức một cách có hệ thống, nắm vững phương pháp làm bài của từng môn thi, đọc kỹ yêu cầu của đề thi, làm bài từ dễ đến khó, dành 5 phút cuối để kiểm tra lại bài làm. Với cái kết quả đạt được thì không biết rằng là hai bạn dự định là mình sẽ đăng ký nộp cái đơn xét tuyển vào trường nào? Dạ, em đã nộp vào khoa y của trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Là em cũng muốn trở thành một bác sĩ giống như ba em vậy đó. Em cũng được các anh chị đi trước chia sẻ là sinh viên trường ngoại thương năng động, giỏi, cho nên em cũng muốn theo trường ngoại thương để có thể học hỏi nhiều, vì em muốn trở thành một người kinh doanh giỏi. Trong khi mà cả hai bạn đang rất là thoải mái để chờ đợi cái kết quả xét tuyển vào đại học, thì có những người bạn của chúng ta thì lại đang lo lắng vì cái kết quả thi không tốt. Mà rất nhiều bạn mặc dù học rất tốt nhưng mà cái kết quả lại không như mong muốn, thì hai bạn nghĩ cái nguyên nhân là ở đâu? Em nghĩ là có hai lý do. Lý do thứ nhất là áp lực về thời gian phần thi, lý do thứ hai là áp lực về tâm lý. Em thấy là ông bà mình ngày xưa có câu là học tài thi phận á, thì em cũng nghĩ là một phần là do những cái yếu tố tâm lý, là thứ nhất giống như bạn Thông đã nói, tâm lý, thời gian và một số cái yếu tố khách quan như là thời tiết rồi cảm hay là những cái xung quanh đó, nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến cái kết quả của các bạn. Nếu như mà được nói một điều gì đó với các bạn mà năm nay chẳng may là sẽ rớt đại học, thì Thông và Khánh sẽ chia sẻ điều gì với các bạn? Dạ, em xin chia sẻ với các bạn là con đường đi của chúng ta thì có rất nhiều lựa chọn. Điều quan trọng là chúng ta phải cố gắng, nỗ lực hết sức. Chúng ta còn trẻ thì đừng vì những cái thứ chưa đạt được trước mắt mà chúng ta nản lòng. Dạ, em cũng muốn nhắn nhủ với các bạn là các bạn đừng nản chí mà hãy cố gắng hết sức mình để đạt được cái đích đến mà mình đặt ra. Lời khuyên của chuyên gia tâm lý nếu bạn thi rớt đại học: không quá bi quan, bởi đại học không phải là cánh cửa duy nhất. Dành thời gian rút kinh nghiệm xem lý do kết quả thi không được như ý, đánh giá lại sự lựa chọn trường và ngành học của mình, trò chuyện với những người giúp mình lên tinh thần, lên kế hoạch cho việc ôn thi vào năm sau, hoặc xem xét về việc lựa chọn lối rẽ khác.
Rất là cảm ơn hai em đã nhận lời tham gia chương trình. Và Thanh Điền tin rằng là cái câu chuyện mà chúng ta trao đổi ngày hôm nay sẽ truyền một cái nguồn cảm hứng tích cực cho các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn đang học lớp 12, để các bạn có thể phấn đấu đạt được cái kết quả tốt như là Gia Khánh và Nguyễn Thông đạt được trong kỳ thi năm nay. Một lần nữa cảm ơn Nguyễn Thông, cảm ơn Gia Khánh. Cảm ơn anh. Em cảm ơn khán giả đã theo dõi chương trình. Cảm ơn Cương Anh, cảm ơn khán giả đã theo dõi chương trình.